Trên cầu Tân Xuôi thuộc quốc lộ 32C, đoạn đi qua xã Thủy Vân, thành phố Việt Trì, các công nhân của công ty đường bộ thường xuyên vệ sinh thành cầu, mặt cầu, xịt rửa các khe co giãn. Cùng với đó, tại đường tỉnh 324, đoạn đi qua xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, hai bên đường và lòng đường được quét dọn hàng ngày, biển báo được lau sạch, cống rãnh được khơi thông, đảm bảo cho đường luôn thông thoáng, an toàn. Hàng ngày đi qua đây thì thấy công ty đường bộ thường xuyên vệ sinh, thông cống quét rãnh, sửa sang cái đường thông hề thoáng, cho đoạn đường rất là xanh sạch đẹp, đảm bảo cho giao thông an toàn và thông suốt. Ngoài vệ sinh cầu, đường bộ, việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông cũng là nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo trì đường bộ. Trong năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành xử lý 2 điểm đen về tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 70B và 1 điểm tiềm ẩn trên quốc lộ 32. Sửa chữa trên 61 km đường giao thông, bổ sung 5.400 m rãnh thoát nước, thay thế trên 16.000 m hộ lan tôn sóng, trên 2.000 biển báo hiệu đường bộ. Đồng thời, dặm vá mặt đường, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển cảnh báo, hệ thống cọc tiêu, cột km đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý. Công tác bảo trì thì chúng tôi luôn đặt trọng tâm và tăng cường để kịp thời phát hiện những cái tình huống và những cái hư hỏng trên tuyến để có cái hướng xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu lại của nhân dân. Chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu về công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là xử lý những cái mặt đường, những cái vị trí nguy hiểm. Thứ hai là bổ sung hệ thống biển báo hộ lan an toàn giao thông và gương cầu lồi, những cái công tác để tăng cường an toàn giao thông. Để công tác bảo trì công trình giao thông thực hiện đồng bộ, Sở Giao thông Vận tải đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch cải tạo, sửa chữa hệ thống đường tỉnh đến năm 2030. Đây là cơ sở quan trọng để Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo các cầu, đường bộ theo phân cấp quản lý, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt và tăng tuổi thọ công trình.